Và tiếp một kế tiếp, chương trình kế tiếp chúng tôi xin thưa với quý vị là phần lễ dâng hương và cầu nguyện do Hội đồng Liên Tôn và quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo thực hiện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn tri toàn năng, là đấng dựng nên vũ trụ muôn loài và con người của chúng con. Tạ ơn Thiên Chúa, buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con họp lại trên đại lộ Bô Sa, nơi thủ phủ của người tị nạn Việt Nam chúng con, để chúng con làm lễ an vị tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ngài là vị anh hùng dân tộc Việt Nam của chúng con. Ngài là vị đã chống xâm lăng phương Bắc. Ngài cũng là biểu tượng cho tinh thần yêu nước. Ngài cũng biểu tượng cho tinh thần đoàn kết. Ngài cũng biểu tượng cho hùng thiên sông núi. Trong tinh thần đó, chúng con dâng lời cầu nguyện và chúng con quyết tâm đem dân chủ, nhân quyền, tự do, nhất là tự do tôn giáo, cơm no áo ấm cho 90 triệu đồng bào của chúng con tại quê nhà. Và chúng con cầu xin rằng Thiên Chúa Ngài ban phước cho cộng đồng tị nạn Việt Nam ở hải ngoại của chúng con để thực hiện được những mơ ước trong 39 năm vừa qua. Chúng con thành kính dâng lên lời cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Amen. Kính lạy chư Phật, kính lạy Đức Quốc Tổ Hùng Vương và kính lạy Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Chiến thắng huy hoàng, chiến thắng vang lừng Bạch Đằng Giang, ba lần chiến thắng giặc thù Bắc Phương. Ngày nay con cháu Lạc Hồng quyết chiến quyết thắng thù trong giặc ngoài. Ngày mai đất nước Việt Nam dân chủ độc lập tự do nhân quyền, nguyện cầu mưa thuận gió hòa. Cali sẽ có mưa to đủ đầy, nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc dân an lạc, nhà nhà an vui. Nguyện cầu Phật pháp trường tồn, chúng sinh tinh tấn tiến tu đạo màu, thế gian vật đổi sau dời, Việt Nam mãi mãi muôn đời không phai. Thế gian vật đổi sau dời, Việt Nam mãi mãi muôn đời không phai. Thế gian vật đổi sau dời, Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi muôn đời không phai. Kính lạy Đức Thánh Trần Hưng Đạo và kính nguyện cầu cho Đức Thánh Trần Hưng Đạo hậu độ cho công cuộc đấu tranh của toàn thể dân tộc Việt Nam chống nội thù, đó là Việt Cộng, và chống ngoại thù, đó là Trung Cộng. Khi chúng ta làm xong được thì lúc đó đất nước Việt Nam chúng ta mới thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời từ châu đảo cao đài California, ngưỡng vọng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Toàn dân Việt Nam đời đời ngưỡng vọng công đức vô biên của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Vì nếu không nhờ Ngài, với ba lần đại thắng quân Nguyên vào thế kỷ thứ 13, một đảo quân xâm lược hung bạo và mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, thì đất nước Việt Nam đã mất từ đó. Nòi giống dân Lạc Hồng cũng bị khai tử từ đó. Đức Thánh Trần Hưng Đạo là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, cứu nước, cứu dân, nêu cao gương đạo đức, khí tiết trung nghĩa sáng ngời để toàn dân Việt soi chung. Hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2014,
toàn dân Việt miền Nam Cali thiết lễ cung thỉnh vương linh Đức Thánh Trần an vị vào tượng đài trên đại lộ Bô Sa, thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản, để toàn dân Việt phụng thờ và người người chiêm ngưỡng. Cầu xin Đức Thánh Trần hướng đạo phù hộ cho toàn dân Việt Nam sớm giải trừ quốc nạn và bảo vệ toàn thể lãnh thổ tổ quốc Việt Nam. Thay mặt châu đạo cao đài California, hiền tài Phạm Văn Cảm cúng bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Ngày hôm nay toàn thể người dân tị nạn tại Phượng Cam cũng như khắp nơi trên thế giới đang hướng về miền Nam Cali để ngưỡng vọng oai linh của Đức Thượng Phụ Hưng Đạo Đại Dương Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo. Nơi thủ đô tị nạn của người Việt lưu vong, ngày hôm nay được sự oai linh, sự hiện diện của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sự hiện diện thánh tượng của Ngài sẽ nói lên, nhắc nhở cho dân tộc Việt Nam, những người Việt lưu vong của chúng con nhớ rằng tinh thần bất khuất và đoàn kết đã đem lại sự chiến thắng huy hoàng của Đức Thánh Trần sau 3 lần giặc Nguyên xâm lấn. Một dân tộc hùng cường nhất thế giới đã bị một dân tộc nhỏ bé Việt Nam đè bẹp. Điều này đã nói lên, trong khi đất nước Việt Nam của chúng ta bị Trung Cộng lăm le xâm chiếm, tinh thần tranh đấu của Đức Thánh Hưng Đạo đã trở về với dân tộc Việt Nam. Chúng con ngưỡng mong Đức Thánh Trần, tất cả hồn thiên sông núi và các anh hùng liệt nữ của dân tộc Việt Nam hãy hộ trì cho dân tộc Việt Nam chúng con và toàn thể người Việt lưu vong chúng con biết thương yêu, đoàn kết, đứng lên để bảo vệ quê hương, và chúng con biết noi gương của các đấng tiền nhân, nhất là tinh thần của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Kẻ chết đã yên rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp noi gương. Chúng con ngưỡng vọng oai linh của Ngài hộ trì cho dân tộc Việt Nam của chúng con sớm thoát khỏi nạn xâm lăng của phương Bắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Quốc Tổ Hùng Vương, kính lạy Đức Đại Thánh Trần Hưng Đạo. Hôm nay toàn thể cộng đồng Việt Nam của chúng con hiện diện ở đây nói riêng và tất cả người dân Việt đang lưu hương nói chung, và nhất là những người trong quốc hội đã thấy những hình ảnh này, ai ai cũng đều ngưỡng mộ như Ngài. Kính bạch Ngài, chúng con chỉ giờ phút này không còn chỗ nào để mà nói được với chế độ cộng sản tàn hại tới quê hương. Chỉ có anh linh của các ngài mới có thể khai trừ cái đầu của họ để họ trở về với dân tộc. Chỉ có các ngài mới có thể cứu nguy được dân tộc Việt Nam. Hôm nay thánh tượng của ngài đưa về miền Nam California này, tất cả chúng con ai ai cũng đều vui mừng và cầu nguyện, ngưỡng nguyện ngài gia hộ cho 80 triệu đồng bào, trên 80 triệu đồng bào của chúng con tại quê hương Việt Nam, và cũng như toàn thể đồng bào khắp mọi nơi trên thế giới, mọi người được an vui hạnh phúc, và nhất là giặc Tàu càng ngày càng không còn xâm chiếm cái quê hương Việt Nam, và chế độ cộng sản càng ngày càng chấm dứt, để cho dân tộc Việt Nam sớm có hòa bình, hạnh phúc, tự do. Nam mô A Di Đà Phật. Các đại chúng nhân. Sau đây là tiết mục lời chào mừng của Ủy ban dựng tượng đài Đức Thánh Trần. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thị trưởng Tạ Đức Chí, Hòa thượng Thích Nguyên Chí, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu đại diện cho anh em cựu quân nhân và quý vị trong Ủy ban tượng đài, gồm có ông Hứa Trung Lập, ông Du Biên, ông Bùi Thế Pháp, ông Nguyễn Khanh, ông Phan Như Hữu, ông Trần Quang An, ông Trần Vệ, ông Phan Tấn Ngưu và ông Nguyễn Huy Hiền, hội sinh viên. Trân trọng kính mời ông Trần Vệ, ông Hứa Trung Lập,
là ông Phan Tấn Lưu có mặt, là quý vị và trong cái ban vận động cũng như là ban sáng lập ủy ban xây dựng tượng đài tượng đền Đức Thánh Trần. Xin mời quý vị, xin mời anh ta Đức Chí bắt đầu. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị trường thượng cùng tất cả quý đồng hương, hôm nay chúng tôi rất là hãnh diện có mặt cùng với tất cả quý vị để chứng kiến giây phút lịch sử trang sử mới của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, tại miền Nam California và tại thành phố Westminster. Sau 39 năm, cộng đồng Việt Nam của chúng ta lại viết nên một trang sử mới. Chúng ta an vị thánh tượng Đức Trần Hưng Đạo, biểu tượng cho tinh thần kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Ngài ba lần dẹp tan quân Nguyên, giữ vững bờ cõi Việt Nam. Đức Trần Hưng Đạo là một biểu tượng của dân tộc. Ngài hiển linh trong mỗi một người dân Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, chúng ta thấy Ngài đã luôn có mặt và hiện diện, giúp cho sĩ khí của dân tộc Việt chúng ta chống lại giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy trước mặt chúng ta nét uy nghi lẫm liệt của Ngài trong chiến tàu, nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở con cháu chúng ta nguồn gốc hào hùng của dân tộc Việt. Tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại, cộng đồng người Việt tại Westminster và khắp nơi trên thế giới, chúng ta tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài. Ngài là một vị thánh của dân tộc, và Ngài là niềm tin và hy vọng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và tự do. Cảm tạ tất cả quý vị. Kế đến chúng tôi xin trân trọng kính mời luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước hết chúng tôi xin thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali xin cảm ơn tất cả các quý vị lãnh đạo, các tôn giáo, quý vị trong hội đồng liên tôn, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể cũng như là tất cả các đồng hương có mặt hôm nay. Đặc biệt chúng tôi cũng cảm ơn các thành viên ở trong ban vận động cũng như là ban sáng lập cũng như ban vận động, các thiện nguyện viên, và đặc biệt là với thành phố Westminster, chúng ta đã cùng nhau để thiết lập cho được tượng đài và đền thờ Đức Thánh Trần ngày hôm nay. Chúng ta chả làm gì khác hơn, chúng ta đã nghe và nghe lời thật là rõ những điều gì mà Đức Thánh Trần đã dạy từ cả hơn 700 năm nay. Chúng ta thấy bên Tây Y trên sân khấu câu là toàn dân vi binh, toàn tài vi dụng, toàn địa vi thành, toàn quốc vi chính. Chúng ta làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Toàn quốc vi chính, chúng ta có chính nghĩa. Toàn dân vi binh, tất cả mọi người chúng ta đây đều có thể đóng góp, đều là những người chiến sĩ mọi mặt. Từ những đồng tiền đóng góp, từ những công thức, công sức, từ những ý kiến, cũng như là những cơ quan truyền thông và tất cả những anh em làm việc ở khắp cả các công việc, cũng như là toàn tài vi dụng, chúng ta đã sử dụng đồng tiền của người dân thật là cân nhắc, thật là kỹ lưỡng. Bởi vì chúng ta luôn luôn nhớ Đức Thánh Trần đã dạy rằng cái gốc rễ để mà giữ cho đất nước bình an là phải lo cho dân, và chúng ta chuẩn bị đến đó, và tất cả chúng ta đã làm những điều như vậy cho nên chúng ta được thành công. Điều đó là điều chính nhắc cho chúng ta rằng là phải nói với con em chúng ta ráng học tiếng Việt, để đó là chìa khóa để mở cửa cho văn hóa và lịch sử, để chúng ta nhắc nhở lại những gương hào hùng của cha ông chúng ta thuở trước. Và nhắc nhở như vậy để thấy rằng chế độ cộng sản Việt Nam bây giờ không có thương dân, mà là chế độ gọi là ác với dân và hèn với giặc, thì làm sao có được một cái tinh thần hội nghị dân hồng như ngày xưa. Thành ra điều tiên quyết là phải cùng nhau lật đổ chế độ bạo quyền Việt Cộng thì mới có thể tạo được cái sự đoàn kết của người dân trong nước cũng như tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại. Và chúng ta không ngừng ở cái buổi lễ khánh thành tượng đài và đền thờ Đức Thánh Trần ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau, cũng như trong bài hát sắp tới quý vị được nghe hội nghị Diên Hồng,
và Bạch Đằng Giang. Nắng như thế này không thấm thía gì với cái nắng ở Palm Springs. Nắng như thế này không thấm thía gì với những nỗi cực nhọc và những mạng sống mà những chiến sĩ tranh đấu tự do họ đang mang ra để tranh đấu với kẻ thù hàng ngày, hàng giờ. Vậy thì ai ở đây sẽ cùng với chúng ta đi tuần hành cho tự do sau buổi lễ khánh thành này, từ đây cho đến khu Phước Lộc Thọ vòng lại, và để cuối cùng chúng ta dựng lại tượng đài. Ai đồng ý như vậy giơ tay lên. Bên này chưa dựng được, hỏi lần nữa, ai đồng ý để mà đi bộ với lại tuần hành cho tự do? Chúng tôi chỉ chuẩn bị như vậy thôi, nhưng đến khi mà ông chú của chúng tôi được mệnh danh là lão tướng Lý Thường Kiệt thời đại và kêu gọi tuần hành tự do, thì ngày xưa cách đây 700 năm, các vị tiên chỉ ở trong làng già hơn quý vị, yếu hơn quý vị, nhưng vẫn đi từ các thôn thuê để về thành Thăng Long giơ tay một lòng quyết chiến. Chúng ta hãy chờ xem bao nhiêu người sẽ cùng với đoàn tuần hành ở đây. Trong khi đó, V-Hop và những đoàn xe Jeep sẽ từ từ tiến lên trên đường phố Bôn Sa. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị trong tinh thần toàn dân vi binh, toàn tài vi dụng, toàn địa vi thành, toàn quốc vi chính. Tự do cho Việt Nam! Freedom for Việt Nam! Freedom! 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 Human rights! Human rights! Human rights! Democracy! 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 Chúng tôi xin nhường lại cho... Chúng tôi sẽ kính mời cô đảng tá Cổ Tấn Chính Châu, nhân trưởng đại diện cho tập thể chính sĩ tại Hàng Quán. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay chúng ta hãnh diện để làm lễ khánh thành tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương. Sự có mặt đông đảo quý vị và đồng bào đã nói lên sự kính mến và tinh thần ghi ơn của vị anh hùng đã có công đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi đất nước chúng ta. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng của lịch sử Việt Nam. Người có công lớn nhất là để bảo toàn lãnh thổ và sự độc lập của nước nhà. Ông cũng là tác giả của bộ binh thư Vạn Lý Tập Tâm Bí Truyền Thư. Nhiều người Việt Nam đã kính trọng tôn sùng ông như bậc thánh, nên còn được gọi là Đức Thánh Trần. Dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, dân quân Đại Việt đã chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp và Bạch Đằng, đã đánh đuổi quân Mông chạy trở về nước. Trước 700 năm, trước đây khoảng trước 700 năm, từ Á Châu cho đến Âu Châu đang trong cơn kinh hoàng khiếp đảm vì đại họa của bọn giặc Mông. Chúng tiến chiếm từ nước này sang nước khác, từ Thái Bình Dương cho đến tận bờ Địa Trung Hải. Tất cả Âu Châu và Á Châu không có lực lượng nào có thể ngăn cản nổi. Tuy vậy, khi chúng đưa quân sang miền Đông Nam Á Châu, bọn giặc Mông này đã phải kinh hồn khiếp vía trước sự chiến đấu của quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy sáng suốt và siêu việt của Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương. Hưng Đạo Đại Vương nói quan trọng nhất là sự đoàn kết thì mới đi đến thành công. Hiện nay nhu cầu tối cần thiết của chúng ta ở hải ngoại là nhu cầu đoàn kết. Chúng ta phải vượt qua hết mọi khác biệt, thể hiện quyết tâm xây dựng các hội đoàn là nơi khởi động và phát huy tinh thần đoàn kết của quân các chính.
để trở thành một truyền thống tốt đẹp cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể thành công. Đoàn kết là một bài học luôn được biến cải cho thích hợp với hiện tình, là căn bản để hành động. Đoàn kết còn là nguồn lực của sức mạnh, là động lực, khát vọng là niềm tin. Tất cả chúng ta đều thành công khi chúng ta được đoàn kết. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta cùng hô lên 6 chữ: toàn dân vùng lên cứu nước. 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 Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau về hội nghị Diên Hồng. Chúng ta nhớ lời di chúc của vua Trần Nhân Tôn: kẻ thù muôn đời, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là kẻ thù phương Bắc. Họ không dám đối mặt chúng ta, họ gợm nhấm từng phần của dân tộc chúng ta. Và đó là điều mà Trung Cộng đang làm cho đất nước Việt Nam. Với chế độ bạo quyền của Việt Cộng hèn với giặc ác với dân như vậy, chỉ còn một cách duy nhất là quay đầu lại với dân tộc. Còn nếu không, với sức mạnh của toàn dân, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi chế độ bạo quyền Cộng sản mà tự do dân chủ nhân quyền. Toàn dân nghe chăng? Sơn Hà nguy biên, ân thù đằng đằng, biên thủy dung chuyên, tuôn dày non sông rèn vang tiếng ma công. Hoàn dân tiên long, hoàn dân tiên long, Sơn Hà nguy biên, ân thù đằng đằng, nên hòa hay chiến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xây tàu xoay bóng gió cuốn muôn nhà lâu ai là phật tử trong gió cao xiêm đã nói rằng Nam Quốc Sơn Hà, Nam Thế Cư, Hàn Thiên Thư, Như Hà Nghịch Lỗ Lai Sông Phạm, Như Đảng Hành Khai Tù Bài Hư, Chư Hoàng Sông, Hải Quân Quân, Nội Sơ, Kiên Sông, Sông Anh Hùng, Nam Bắc Trù, Trên Trời Xanh, Buồn Sạc Từ Trên Mông Lô, Người Bay Dòng Mưa. Trần cũng là thánh tổ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Kế tiếp chúng tôi xin mời quý vị tham dự phần phát biểu của các quan khách. Trước hết chúng tôi xin mời Thị trưởng Tạ Đức Chí và các thành viên của Hội đồng thành phố Westminster. Xin mời ông Thị trưởng Tạ Đức Chí. We are asking for the presence of Mayor Tạ Đức Chí and the members of the City Council. Và sau đây chúng tôi cũng xin tiếp theo mời cựu nghị viên Diệp Minh Tường, Tyler Diệp Minh Tường lên đứng cùng với lại các quý vị dân cử. Và nếu mà chúng tôi có các quý vị đại diện cho dân cử liên bang, đại diện cho quý vị dân cử tiểu bang và đại diện cho dân cử hội đồng các thành phố, xin quý vị cũng cùng đứng chung luôn. Kính thưa tất cả quý vị, và chúng tôi cũng xin mời cảnh sát các trưởng Westminster Chief Alain Vaillant. Chief, tất cả quý vị, cộng đồng Việt Nam của chúng ta luôn có sự ủng hộ của Hội đồng Thành phố và Sở Cảnh sát Westminster. Với những cái sự ủng hộ này, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và tự do. Cảm tạ tất cả quý vị. I'm Councilwoman Diana Carey from Westminster, and first, I want to say thank you very much to the association and to Fat Bowie, who made this really beautiful statue in honor of one of the great icons in Vietnamese history. And General Hung Dao is an inspiration to all of us.
You may not know that he is considered the best military tactician in the history of the world. He defeated the Mongols 3 times, including the ferocious Kublai Khan. But today, we are here to honor not those military victories, but we are here to honor the person who is so inspirational to us. He led his country with bravery and courage, and most importantly, with loyalty and dedication to his country and to the Vietnamese people. And my hope today for you is that every time we drive by or walk by the general, we will think about those wonderful traits, and that we will try and have those in our lives. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Sergio Contreras, Niving Cam Phô Westminster. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất vinh dự đến để ủng hộ quý vị và thương được Trần Hưng Đạo. Và chúng ta hãy cùng trần đạo cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Well, just briefly, just on behalf of the men and women of the police department that serve this community, 92,000 in our Vietnamese community. Today's a very special day, and it's my absolute pleasure and honor to provide security and to be here today to honor the great general of the 13th century. So thank you very much. Thưa quý vị, thay lời dịp sẽ rất là ngắn gọn. Xin cảm ơn ban tổ chức như là anh Du Miên và anh Phát cho em có cơ hội để mà đóng góp vô tượng Đức Trần Hưng Đạo. Và cũng chỉ xin nhớ cái lời nhắn nhủ của ngài là những người dân cử ở đây luôn lấy dân làm gốc. Xin cảm ơn quý vị. I am Congressman Alan Lowenthal, and I am honored to be here to have the dedication of the statue towards the great Supreme Commander Tran Hung Dao. Today is especially important, not just because we dedicate the statue and the great worshiping hall just behind us, but that we also remember today, we also honor the 714th commemoration of the Supreme Commander, also known as the great general of pacifying the North, King Tran Hung Dao. And I'd like to give congratulations to all that worked here, all the people in the Vietnamese American community, both here in Little Saigon, Westminster, but throughout Southern California, who worked so hard to bring this and contribute financially and make this a reality. I would be remiss also without thanking a few people, especially the wonderful contribution of the mayor of the city of Westminster, the great Honorable Chu Tha, to also honor the great work of the president of the Vietnamese American Federation of Southern California, Neil Nia Suan Nguyen. Also, I could not without the also acknowledge the all the work of the volunteers, of the dedication, all those of the committee that worked so hard, and also all the council members from the city of Westminster. And I want to thank all of them and everyone that is here today. You know, this is really important, not only to commemorate the history of Vietnam and the great general, the supreme commander and king, but it's also a way to preserve the history for the young generations that come, to show their great ties and commitment and ties to their homeland, to Vietnam. And I think that's so critically important. You know, given the great conflicts that are occurring right now in the East Sea,
and the that Vietnam is under threats of its own territory, its own integrity. I think that the lessons that the Supreme Commander provided us to persevere, to never give up, is really true today more than ever. And we need the honor, and we need the words and the actions today to guide us today. And you know, as your member of Congress, I will continue to commit myself to working to protect the territorial integrity of Vietnam, but also to stand up and be the voice that Vietnam must begin to provide for the human rights of its the people, and must stand up and move towards democracy. So it's both. We demand Vietnam change, and we protect the territorial integrity of Vietnam. And that's why we're here. And so I want to thank you all, and it's a great honor to be here. And I have the fortune, and I'm not of giving certificates, congressional certificates of recognition to the President of the Vietnamese American Federation of Southern California, Neil, and also to the committee, and maybe Mayor Tri Ta and others on the committee can really, for working so hard to make today the wonderful day that it is. Thank you so much. Yes, we would like to invite Mr. Hu Nguyen, the county court, county recorder, please. Không thấy ông đâu. Cảm ơn quý vị. Tôi là Hu Nguyen, Orange County Clerk Recorder. It's an honor to be here today for the unveiling of this great statue in our history. I'm honored to be Vietnamese American, and I'm honored to be here today. Cảm ơn quý vị. Thank you. We would like to invite Mayor Bruce Whitewater, please, and Chris Van Fistie. Is Dina Nguyen still here? Dina Nguyen, please. She left, okay. Well, we didn't want to leave her out. Today's a rare day for the city of Garden Grove because it's rare that we are ever envious of Westminster. But we are today. Look at this. It's beautiful. Well, believe it or not, if you go 100 feet down the street here, Garden Grove comes right out to Balsa Avenue. And you could, if you need to move this, we can probably get it right down the street for you. Well, I guess that's right. I'm hearing about another hero, a fellow by the name of King Quang Trung. Yeah. Chúng ta sẽ có tượng của Đức Quang Trung ngay tại thành phố Garden Grove. We are going to have ours in the winter time. Kính thưa quý bác, quý cô chú, Chris rất hôm nay rất hân hạnh tới đây để đại diện không phải là cá nhân Chris không mà thế hệ trẻ. Cái tượng này của Đức Thánh Trần là rất là quan trọng, là từ cái nguồn đó mình có quý chú, quý bác và bây giờ có quý con, quý thế hệ sau. Thành ra một lần nữa còn thay mặt tất cả mấy anh em trong quân hội, trong hội quân nhân gốc Việt và trong lực quân lực Hoa Kỳ, trong hải quân để xin tạ ơn, cảm ơn chỉ không phải tướng không nhưng mà tất cả quý bác, quý cô chú đã hy sinh rất nhiều để cho chúng con ngày hôm nay. Xin tạ ơn và cảm ơn. Also, we'd like to recognize Mr. Fat here. He's Mr. Bowie is a great guy, and there's a very, very big rumor going around that he may be the next city councilman in the city of Garden Grove. So we want to thank all he did, even though it's in Westminster, we won't hold that against him, all that he did to make this happen. We thank you very much. Thank you, Mayor Bruce Broadwater. Hồi nãy ông thị trưởng Broadwater có nói rằng là chúng ta sẽ sắp có một cái tượng của vua Quang Trung. Và thực sự như vậy, chỉ trong vòng vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có tượng vua Quang Trung ở trên đường Euclid trong thành phố Garden Grove, thưa quý vị. Và kỳ này chúng ta sẽ đòi luôn lại cả Quảng Đông, Quảng Tây từ Tây Trung Cộng. Chúng tôi có một cái tin vui là dân biểu Alain Quang Sô biết rằng ủy ban
sẽ tiếp tục khắc tên lên trên đá hoa cương với cái đóng góp tối thiểu là 500 đô la. Ông đã đóng, sẽ đóng góp 500 đô la trong cái tượng đài Đức Thánh Trần. Và ông xin được tuyên bố về đó trong đúng ngày hí nhật của Ngài. Cái này đúng là có Lý Vĩnh Phong mách nước thành ra được biết là ngày sinh nhật của Ngài ngày hôm nay. Xin mời ai đây ạ? Anh Michael Võ. Xin mời thị trưởng Michael Võ. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi tượng nào dựng ở Papa Lay. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Michael Võ, thị trưởng của thành phố Phào Tình Ba Lây. Xin được gửi lời chào đến quý quan khách và tất cả quý đồng hương. Kính thưa quý vị, biểu tượng của Đức Thánh Trần là biểu tượng của dân tộc anh hùng bất khuất. Biểu tượng của Đức Thánh Trần là biểu tượng của ngàn đời chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Ngày hôm nay chúng ta đến đây để nhìn thấy tượng của Ngài, để thế hệ con em của chúng ta nhìn hiểu về cội nguồn. Và cùng với nhau chúng ta sẽ tranh đấu cho một đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Cảm ơn quý vị. Trước khi mời quý vị đến tiếp thì chúng tôi xin phép để được giới thiệu là có sự hiện diện của bà Yang Kim, là Former Director of Asian Affairs của Senator Ed Rice. Bà là candidate, dạ thưa, bà là candidate của State Assembly, District 65. Good morning. I'm honored to join with the Vietnamese American community, the largest overseas Vietnamese community outside of Vietnam, as we all know it. And I'm honored to join you at this unveiling of the statue of our Supreme Commander, Tran Hong Dao. Tran Hong Dao was a hero who responded to the call when his nation was in peril. Just as is the case today, Vietnam faced a threat from the north. The Mongol forces of Kublai Khan sought to invade Vietnam three times in the 13th century. With the blood, sweat, and tears of which Winston Churchill spoke during the threat of another foreign invasion, Supreme Commander Tran Hong Dao rallied the people of Vietnam. And with the hit and run tactic for which he became very famous for, three times he turned back the Mongol horde which had conquered most of Asia. Comparing the enemy advances to rolling like fire and wind, the Supreme Commander nonetheless also sent the mighty Mongol fleet. So what lessons can we here gather today learn from his heroic leader? First, he was not only a military leader, but he was a poet. That's why he valued education as well as martial skill. Second, when his country needed him, just like George Washington in our own history, Tran Hong Dao was there to rally an army of people against the overwhelming force of a vast empire. His enduring example should inspire us all, especially our young people, with patriotic pride. So I'm standing here with you with such pride with my friends in the Vietnamese American community of Orange County in paying tribute to this man who is called the man for all seasons. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Và bây giờ chúng tôi xin mời những quý vị đại diện cho ông dân biểu ở Lu Korea, ông vị thượng nghị sĩ cũng như là ông Tom Daley, mời cô Roxanne và cô Asia. Asia xin kính chào quý vị. Asia có trả lời nói của ông thượng nghị sĩ là ông ta rất là tự hào đại diện cho cộng đồng Việt Nam, rất là hân hạnh được thấy được một đoàn kết của cộng đồng Việt Nam và lúc nào cũng luôn luôn nhìn tới nước của mình mà đánh ra để cho con cháu đời này biết được là cái tự hào của tất cả nhân đạo là sao, là một anh hùng và lúc nào cũng tự nhớ tới. Trân trọng gửi lời chào đến quý bậc trưởng thượng, quý vị đại diện các tôn giáo, quý vị đại diện cộng đồng và toàn thể quý đồng hương có mặt tại đây hôm nay. Đại diện cho nhân phẩm dân biểu Tom Daley của đại học 69 Rosen xin kính gửi đến quý vị trong ủy ban xây dựng tượng đài của các bạn từ Hạ viện của tiểu bang California
để nói lên lời cảm ơn cũng như chúc mừng quý vị trong ban tổ chức cũng như quý vị đồng hương đã thành công thêm một dự án vô cùng ý nghĩa để ghi lại một phần lịch sử hào hùng của người Việt tại thủ đô tị nạn của người Việt của chúng ta tại thủ đô Sài Gòn. Xin cảm ơn quý vị. Thank you so very much. Và bây giờ trước mặt quý vị là ban tù ca Xuân Điềm với phần hợp ca Lời Thề Trên Sông Hóa. Gửi đến quý vị. Và bây giờ thì thưa quý vị, kế tiếp câu lạc bộ Hùng Sử Việt vùng San Diego cũng như câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, và xin kính mời quý vị nối tiếp trong phần học ca Lá Cờ Thiên. Thank you.
sương mây đứng tầng, dòng xưa mẹ đắng đầy, ngọn cờ vàng phấp phới bay. Con tên là Thông Võ, con là học sinh của trường trung tâm Việt ngữ Minh Đức. Con cũng là hội viên ngành ấu của Đại đạo Thiên Nhiên Hội Cao Đài. Hôm nay chúng con rất vinh dự được tham dự buổi khánh thành tượng Đức Thánh Trần, vị thánh anh hùng của dân tộc Việt Nam. Chúng con rất hãnh diện là người Việt Nam, một dân tộc anh hùng nhất trên thế giới. Sau đây con xin trích đoạn trận đánh của Hưng Đạo Vương, tức là Đức Thánh Trần Hưng Đạo diệt giặc trên sông Bạch Đằng vào năm 1288. Thủy quân Mông Cổ rút lui trên sông Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương sai lấy cây nhọn bọc sắt cắm xuống dòng sông, rồi dùng thuyền nhỏ dụ thuyền giặc ra đánh. Thuyền giặc mắc cọc đổ nghiêng, vỡ đắm rất nhiều, quân ta giết giặc, máu đỏ cả dòng sông. Tước Nguyên là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đều bị bắt. Sau đây con xin đọc trong tiếng Anh. Hưng Đạo Vương destroyed the enemy on Bạch Đằng River on 1288. The Mongolian Navy withdrew on Bạch Đằng River. Hưng Đạo Vương ordered to drive sharp wood stakes with plated steel into the bed of the river, then lure the enemy ships out to battle. When the river tide was down, the enemy ships were stuck on the sharp stakes. Many enemy ships were broken and sunk. Our soldiers killed so many enemies that their blood turned the river color to red. Enemy generals like Ô Mã Nhi and Phàn Tiếp were all arrested. Đây là trận đánh bằng những dụng cụ thô sơ nhưng mà đã giành thắng được nhiều, đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đó là nhờ tài điều binh khiển tướng của thần Đức Ngài. Chúng con luôn khắc ghi để góp phần đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc để gìn giữ quê hương nước nhà. Con xin hết. Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Chúng tôi xin cảm ơn các em của Trung tâm Việt Nghĩa Minh Đức. Và sau cùng chúng tôi xin kính mời ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch của lực lượng ủy nhiệm chống cộng sản. Đồng hương có mặt ở đây, hôm nay chúng ta làm lễ an vị tượng Đức Thánh Trần từ 10 giờ tới bây giờ là về phần tâm linh. Đến bây giờ là cái phần cụ thể như thế nào, trời nóng lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tất cả chúng ta nghĩ đến năm 2020, đất nước Việt Nam chúng ta vào tay của Trung Cộng, trở thành một cái tỉnh của Trung Cộng, thì cái ngọn lửa trong lòng của chúng ta còn nóng gấp trăm ngàn lần thời tiết ngày hôm nay. Chính vì chỗ đó, cụ thể hóa vấn đề, chúng ta không phải nói suông không. Tâm linh rất cần thiết.
nhưng mà phải cụ thể về hành động. Chúng tôi kể từ ngày hôm nay, chúng tôi tuyên bố là ngày quật khởi của toàn dân trong nước. Và chúng ta, những người ở hải ngoại, ngày hôm nay dù trời nóng, xin cố gắng cùng chúng tôi tuần hành để biểu dương cái lực lượng, cái sức mạnh của người Việt ở hải ngoại để đốt lên ngọn lửa đây, gửi về Việt Nam cho toàn dân trong nước ở Việt Nam đủ sức, đủ lực, đủ can đảm lật đổ chế độ cộng sản để bảo vệ giang sơn tiền đồ của tiền nhân để lại. Red China! No! 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 No!
của nơi dòng tiếng rồng, dòng Nam Hồng, dòng anh hùng Nam Bắc Trung. Trên trời xanh muôn dặm đôi chén bóng mồ dưới đây dòng đường anh sang vẫn vờ nhấp nhô hàng cây cao sao đâu dẫu cùng nguồn nhà nâu hồn ai đang phán vỡ trong gió xiết bao mây nước thiêng liêng còn ghi chép dành thời liệt oanh của bao người xưa chung tranh vì yêu nước Nam vui lòng hiến thân liều mình ra tay tuốt gươm bao lần dòng nước chăn xoa dưới trời quang đăng hôm xưa nêu cao tấm gương anh hùng dù có sập xe bao dòng tiên dòng dòng Nam Hồng dòng anh hùng Nam Bắc Trung trên dòng sông muôn bóng cười trong chi ta tiếng bay khàn khàn